Em tắt qua anh luôn ha. Tắt qua anh, tắt nhạc luôn. Em chào anh Lưng ở gần trường mầm non Hoa Sen, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai ha. Cô ủng hộ em sao cạc 300 micro mic mát 26 pro màu đỏ luôn nha. Và clip này em sẽ hướng dẫn cho anh. Đây là anh nhìn về anh quan trọng những nút quan trọng đây, đây là nút âm lượng nhạc nè. Đây anh xem, em mở nhạc lên em tăng từ từ, hạ từ từ cho anh xem nha. Đây. Hạ nè. Đây là nút nhạc nha, âm lượng nhạc nha, anh chỉnh 80 nha. Âm lượng nhạc chỉnh 80 cho em. Đây là nút vang nha. Vang 50 nè, 60 nè, 70 nè, 80. 80 trở lại thôi anh nha. Tiếp theo, khi anh mở nguồn lúc này lên, nó sẽ mặc định là KTV đang chớp nè. Chữ KTV đang chớp nha. Hát mặc định KTV cho em đi, rồi từ từ quen rồi hả, hát cái chế độ khác. Bên đây là nút khử ồn nha. Anh hát ngoài trời là khử ồn nha, 5 cái chế độ khử ồn. Anh hát trong nhà thì anh chỉnh chế độ 00 cho em luôn. Còn đây là các cái nút mà không xài nha. Cái này cho dành những người bán hàng thôi. Nhanh nha. Tiếp theo đây là âm lượng ghi âm trực tiếp, chỉnh cỡ 80 anh nha. Đây là nút 2, có nghĩa là sáng tiếng. Em đang chỉnh sẵn cho anh 60, 70. Mic lâu là âm trầm, em chỉnh 60 cho anh nè. Đây là nút âm lượng mic, em đang chỉnh 60 luôn nè. Nó hút dữ lắm rồi. Đó là những cái nút quan trọng. Anh về anh mở nguồn nút này nha. Mở nguồn lên, kết nối Bluetooth là hát điện thoại không dây luôn. Mình xài không dây. Anh thấy cái K300 anh ấn vào là xong. Tăng điện thoại lên là xong nha anh nha. Anh nhớ anh đừng có tắt cái nút này nha. Nhấn xuống là nó sẽ mắc Bluetooth. Đây là cái nút chế độ tắt Bluetooth. Cứ để như vậy nha anh nha. Và cái nút, anh thấy cái nút nào mà nó đang chớp chữ MC á, thì anh sẽ nhắn lại chữ KTV cho em nha. Chế độ MC có nghĩa là khi mình hát nhạc nó ngưng, chế độ MC nhanh nha. Rồi những cái nút quan trọng em đã hướng dẫn anh xong hết trơn. Bây giờ em test cho anh ha, tăng nhạc hay test nha. Em test cho anh một đoạn ca khúc Vọng Gác Đêm Sương luôn ha. Test cho anh Lưng ở gần trường mầm non Hoa Sen, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Hút quá, bớt lại chút nữa. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe buồn chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh, bỗng nghe ấm buồn tình thương trong tim. Sương rớt trên vai, qua ngõ hồn trái, vào lòng đêm dài. Gác sung biên thùy, một cơn gió buốt hơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc xa xưa, tôi có người em, tuổi đẹp trắng tròn. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ, và chưa yêu thương. Phong tình tâm tư, tôi giấu đời trái, vào mộng đắng tình. Giữa bụi trăng rằm, lìa xa gác ngắm, không hề gặp. Vỡ hồng cho còn buồn vũ vơ, thức bao đêm
đêm làm thơ rồi đợi chờ. Mưa trắng len vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thở qua trong mơ. Cuốn văn hương bạn hoàn hơi sương, nửa vần trăng vòng gàng đêm thường. Chẳng còn in trên gói chiếc thì còn nhiều thâm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nữa vầng trăng về làm trắng đây. Lối xưa đón mời ước vòng nên lời, bàn tay trong tay đêm trăng hoen sương. Tôi giấu niềm thương tầng cùng tâm hồn, nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng. Tôi kể chuyện em bấm đứng lại, em nói một số nữa nha. Anh về anh nhớ có bấm nhầm cái chế độ nào hát á, anh cứ bấm lại cái nút này cho em nghe, nhấn mạnh như nút KTV nó sẽ trở lại mặc định cái hát clip thu âm nhanh nha. Chế độ chuẩn nhất là KTV. Và nhớ giùm em cái nút này là cái nút mở nguồn nha anh nha, mở nguồn chứ đừng có tắt nút này nha, tắt nút này là tắt Bluetooth nha. Anh chỉ cần mở nguồn lúc này là xong nhanh nha, mở nguồn lúc này. Còn các cái nút này anh bấm nhầm không sao, bấm nhầm gì cũng không sao hết trơn nha. Đây là cái nút vang, em nói lại nút vang. Đây là nút âm lượng nhạc, đây là nút âm lượng ghi âm lớn nhỏ cho khán giả Facebook hoặc là mình thu âm đó. Khi mình có việc thì mình tắt xuống thì nó sẽ nhỏ lại thôi, khán giả không nghe gì là lúc này đây nha. Đây là mic 2 là mic âm chép, mic low là âm trầm âm bass, mic von có nghĩa là âm lượng mic. Rồi đơn giản như vậy. Anh đừng có bấm cái chế độ này hát nhạc trẻ nha. Anh lớn tuổi thì anh nói anh hát nhạc Boligo thì đừng bấm cái lúc này, em bấm thử cho anh xem. A major. Đó. Nó méo giọng mình ha. Rồi cơn mưa chiều này ha. A flat major. Đây là cái chế độ auto tune anh nhé. B, C major. Tắt bỏ ha. F major. Trở lại KTV cho em nha. Có bấm nhầm cái chế độ hát giả giọng, hát chế độ auto tune thì bấm là giùm em nút KTV cho em là được. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Luân ở trường mầm non Hoa Sen, gần trường mầm non Hoa Sen, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai rất nhiều ạ, để ủng hộ em K300 và Mic Mark 26 Pro ạ.